Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Điện Kremlin, học thuyết hạt nhân mới của Nga đã sẵn sàng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân Nga đã sẵn sàng do sự tham gia ngày càng tăng của phương Tây vào xung đột ở Ukraine. Ngày 29 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân Nga đã được hoàn thiện và hiện trải qua các thủ tục cần thiết để trở thành luật, theo đài RT. Theo ông Peskov, những thay đổi lần này cần thiết do sự tham gia ngày càng tăng của các cường quốc hạt nhân phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga theo hướng mở rộng các tình huống có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân từ Moscow. Trong đó cho rằng, hành động xâm lược chống lại Nga từ bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ nên được coi là cuộc tấn công chung, có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân. Bên cạnh đó, Moscow cũng sẽ cân nhắc sử dụng phản ứng hạt nhân nếu có thông tin đáng tin cậy về một cuộc không kích lớn do một quốc gia thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga hoặc đồng minh thân cận nhất của Nga là Belarus. Những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân đã sẵn sàng, bây giờ những thay đổi này đang được chính thức hóa, ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, bất chấp những cảnh báo liên tục từ Moscow trong 2 năm qua về nguy cơ leo thang, phương Tây vẫn tiếp tục chính sách có thể gây ra hậu quả rất tiêu cực cho tất cả mọi người. Chúng tôi thấy rằng mức độ can dự của các quốc gia phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine đang không ngừng gia tăng. Họ không có sự kiềm chế, họ tuyên bố ý định tiếp tục để đảm bảo chiến thắng cho Ukraine. Vì thế, Nga phải đưa ra quyết định và chúng tôi phải sẵn sàng thực hiện, ông Peskov nói thêm. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng việc áp dụng trực tiếp học thuyết hạt nhân mới và thời điểm áp dụng sẽ do quân đội Nga quyết định. Những thay đổi trọng tâm trong học thuyết hạt nhân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất những thay đổi trọng tâm trong học thuyết hạt nhân của Moscow tính đến các rủi ro mới đối với an ninh và chủ quyền Nga. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow nên cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, theo đài RT. Ông Putin đề xuất mở rộng danh sách các mối đe dọa có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân của Nga, đồng thời công bố các nội dung cập nhật trong học thuyết nhằm đối phó tình hình quân sự và chính trị khó lường và sự xuất hiện của các mối đe dọa mới. Nhà lãnh đạo Nga nêu vấn đề tại phiên họp của Hội đồng An ninh Nga vào ngày 25 tháng 9 có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, tài chính và các giám đốc của cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos và tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom. Ngày nay, bộ ba hạt nhân vẫn là sự đảm bảo quan trọng nhất cho an ninh của nhà nước và công dân của chúng ta, là công cụ để duy trì sự cân bằng chiến lược và cán cân quyền lực của Nga trên thế giới, ông Putin nói. Nội dung học thuyết hiện tại. Theo RT, học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được thông qua vào năm 2020. Học thuyết này nêu rõ 4 tình huống, trong đó Moscow có thể kích hoạt biện pháp răn đe hạt nhân gồm: thứ nhất, khi Nga nhận được thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo chống lại chính mình và hoặc đồng minh. Thứ hai, khi kẻ thù của Nga đang sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trên lãnh thổ Nga hoặc các đồng minh của Moscow. Thứ ba, nếu cơ quan chính phủ hoặc các căn cứ quân sự quan trọng của Nga bị đối phương tấn công nhằm mục đích làm suy yếu khả năng đáp trả của lực lượng hạt nhân Moscow. Thứ tư, nếu Nga phải đối mặt một mối đe dọa hiện hữu thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường. Nội dung đề xuất thay đổi. Bản đề xuất cập nhật học thuyết hạt nhân mà Tổng thống Putin nêu ra hôm 25 tháng 9 gồm nội dung mở rộng phạm vi các quốc gia và liên minh quân sự, cũng như bổ sung danh sách các mối đe dọa quân sự mà Nga sẽ áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân nếu cần thiết. Theo bản đề xuất học thuyết hạt nhân, hành vi xâm lược chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào với sự tham gia hoặc hậu thuẫn của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công chung và cũng được coi là đã vượt qua ngưỡng hạt nhân. Mặc dù không nêu tên quốc gia cụ thể nào, nhưng điều này rõ ràng ngụ ý rằng nếu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ hoặc các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp, thì Nga có thể hiểu đó là một cuộc tấn công chung của họ.
Ông Putin trước đây từng nhấn mạnh rằng những hành động như vậy của Ukraine sẽ đòi hỏi sự tham gia tích cực của các lực lượng và nguồn lực quân sự nước ngoài, kéo lực lượng nước ngoài vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Bản đề xuất cập nhật cũng nêu rõ các điều kiện mà theo đó Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm khi nhận được thông tin đáng tin cậy về một vụ không kích quy mô lớn của một quốc gia thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga. Vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công trên có thể là máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV, tên lửa siêu thanh và các máy bay khác. Theo RT, việc đề cập UAV ở đây đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công hàng loạt bằng UAV nhằm vào các căn cứ chiến lược của Nga. Nội dung đề xuất cũng được áp dụng trong trường hợp Belarus với tư cách là thành viên của nhà nước liên minh và là đồng minh thân cận nhất của Nga bị tấn công. Chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm lược chống lại Nga và Belarus. Vũ khí hạt nhân của Nga có thể được sử dụng nếu kẻ thù gây ra mối đe dọa nghiêm trọng bằng vũ khí thông thường, nhà lãnh đạo Nga giải thích. Ông Putin cho biết đã thảo luận với Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko về các nội dung trên và đạt được đồng thuận cuối cùng. Ông Putin có phát ngôn đáng chú ý về vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga nên cập nhật học thuyết hạt nhân theo hướng mở rộng các tình huống có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân từ Moscow. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga nên cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, theo đài RT. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, ông Putin đề xuất mở rộng danh sách các mối đe dọa có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân của Nga. Học thuyết hạt nhân hiện tại quy định, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trường hợp nước này phải đối mặt mối đe dọa hiện hữu từ chiến tranh thông thường. Hành động xâm lược chống lại Nga từ bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ nên được coi là cuộc tấn công chung của cả hai, ông Putin nói. Ông Putin nói thêm rằng Moscow cũng sẽ cân nhắc sử dụng phản ứng hạt nhân nếu có thông tin đáng tin cậy về một cuộc không kích lớn do một quốc gia thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga hoặc đồng minh thân cận nhất của Nga là Belarus. Theo ông Putin, vũ khí được đối phương sử dụng trong cuộc tấn công như vậy có thể là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay chiến lược, máy bay không người lái, UAV. Chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm lược chống lại Nga và Belarus. Vũ khí hạt nhân của Nga có thể được sử dụng nếu kẻ thù gây ra mối đe dọa nghiêm trọng bằng vũ khí thông thường, nhà lãnh đạo Nga giải thích. Ông Putin không nói rõ khi nào những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Các quan chức cấp cao của Nga bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói về những thay đổi tiềm năng đối với học thuyết hạt nhân của Nga trong những tháng gần đây. Vào cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc thay đổi đang được xem xét. Theo RT, ông Putin trước nay thường thể hiện lập trường khá dè dặt về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, ông Putin bày tỏ hy vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân giữa Nga và phương Tây. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, khi đó, ông Putin lưu ý Moscow chỉ coi vũ khí hạt nhân là lựa chọn cuối cùng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.